Em là người độc lập ạ, và biết quan tâm đến người khác ạ. Em cũng biết nấu ăn một chút ạ. Em là người nóng tính ạ. Hơi khó chịu một chút, kiểu hơi ẩm ương ấy. Ẩm ương hả? Rồi gái giờ mệt lắm rồi nha. Nghe sợ không em? Nóng tính, khó chịu, ẩm ương nữa. Giống em. Giống em nữa. Trời ơi. Rồi hai này sống hợp nhau luôn. Bây giờ khoảng bao lâu thì em đồng ý lấy chồng nè? Em thì cũng không có đặt nặng về thời gian, nếu mà cảm thấy phù hợp nên tiến tới được thì... Khoảng thời gian 6 tháng, 1 năm, 2 năm gì đó. 6 tháng, 1 năm thì được. Cũng được đúng không? Rồi, rồi ngon bên... lành. Xin mời nhà gái. Rồi em mời em ngồi. Mời bạn trai. Rồi, mời đi bạn. Mời nhà gái giới thiệu với mình nào. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh, bạn trai và cùng toàn thể khán giả trường quay ạ. À. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Ngọc Bảo Yến ạ. À. Em sinh năm 1988. Em đến từ thành phố là quê hương của người đẹp Tây Đô ạ, à, là thành phố Cần Thơ ạ. À. Em hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Em đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm trong công tác trong ngành dầu khí ạ. À. Còn em trai? À, em xin chào Quyền Linh và chị MC Ngọc Lan và khán giả và trong trường quay ạ. À. Em lên Trần Thanh Tuấn, sinh năm 1986, nguyên quán Bến Tre, nhưng mà em lên đây lập nghiệp ở quận Bình Tân. Em đang kinh doanh về nhà quán ăn hải sản. Tự nấu hay là thuê người ta nấu? Thuê bếp. Thuê bếp. Dạ. Mình là chủ quán thôi đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ hiện nay sống ở thành phố với ai? Dạ, em sống với mẹ. Mẹ ở thành phố luôn? Dạ. À, làm mình có nhà ở đây luôn? Dạ, có nhà ở đây. Rồi. Nhà gái là ở Sài Gòn, em ở với ai? Dạ, em ở với chị gái của em ạ. Em có ưu điểm và khuyết điểm như thế nào? Em chia sẻ cho nhà trai biết đi nè. Ưu điểm của em nghĩ là em là người độc lập ạ, và biết quan tâm đến người khác ạ. Em cũng biết nấu ăn một chút ạ. Nấu ăn về đây nấu luôn em ơi, khỏi mướn thợ nữa, đỡ tốn tiền. Rồi, còn khuyết điểm của em thì như thế nào? Em là người nóng tính ạ. Cũng hơi khó chịu một chút, kiểu hơi ẩm ương ấy. Ẩm ương hả? Dạ. Nóng tính, khó chịu, ẩm ương nữa hả? Trời, gái gì mệt lắm rồi nha. Nghe sợ không em? Nóng tính, khó chịu, ẩm ương nữa. Giống em. Giống em nữa hả? Trời ơi. Rồi hai này sống hợp nhau luôn. Rồi ai chiều ai? Nhưng mà em hay chiều phụ nữ lắm. Em cưng chiều giỏi lắm. Được không? Dạ. Được đúng không? Em giỏi lắm. Rồi em giỏi về gì nè? Dạ em ưu điểm là em cũng hòa đồng vui vẻ, dễ gần với em thích nấu ăn, làm việc gia đình là em làm hết. Dạ. Tại vì có mẹ già nên em là người nấu nướng luôn. Rồi khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm thì em cũng hơi nóng tánh, khó chịu cũng giống như bạn ấy. Cũng sáng nắng chiều mưa, buổi trưa giật giật vậy hả? Thôi để chúng hai đứa nó nói sao về chuyện này nha. Bây giờ đường tình duyên của em gái sao nè? Dạ, trước đây em cũng có quen một bạn là cũng cách đây hơn 5-6 năm rồi ạ. Thì cũng tìm hiểu một thời gian nhưng mà không tìm được, không đi đến kết quả rồi. Sau đó thì em cũng có mở lòng và tìm hiểu một vài người nhưng mà cũng không, chưa thấy phù hợp lắm ạ. 5-6 năm mà không tìm được tiếng nói chung luôn hả? Không ạ, quen nhau cách đây 5-6 năm rồi ạ. À, cái năm nhưng quen bao lâu? Dạ, quen nhau hơn 3 năm ạ. Hơn 3 năm thì cũng nhiều đó nha. Là một mối thôi hả? Dạ, sau đó thì cũng có tìm hiểu nhưng mà không có đối tượng nào phù hợp hết ạ. Nhà trai sao? Em cũng hai mối tình, năm 22 tuổi là em cũng có quen người đó khoảng 3 năm. Thì cũng có tìm hiểu cũng sâu mà tại do hai người không hợp, với lại kiểu là giống như là mình thấy người đó là trước khi có quen một người đó nữa, rồi khi em thấy trở về bắt đầu là giống như em dặn là em chia tay luôn. Rồi mối tình thứ hai? Dạ, mối tình thứ hai thì em cũng có tìm hiểu, cũng muốn em muốn quen mà tại vì người đó không hợp với em làm cái gì mà giống như kiểu không có, hai người không có chung hướng á, cứ giống như quyết định riêng á. Rồi. Dạ, với bê bối không sạch sẽ. Bê bối không sạch sẽ hả? Sao xui vậy? Gái tao bê bối sạch sẽ thì mình lo chứ có gì đâu mà chia tay người ta. Đâu có, nấu đồ ăn 10 cái nồi là dục hết 10 cái nồi anh. Nấu sao mà dục nồi như vậy? Ý là nó khét đó, giống như ẩu á, kiểu không có kỹ. Nấu 10 nồi khét đủ 10 nồi hả? Dạ, dục hết 10 nồi. Thì giờ người ta nấu không được thì mình nấu. Thì em, sau đó em cũng dành nấu không đó, cũng thời gian tìm hiểu mà tại nói chung cũng quy tắc khó quá. Rồi thôi, nói chung là không hợp đi. Dạ. Thôi bây giờ giờ mình gác chuyện cũ qua bên đi, mình nói chuyện mới đi.
Bây giờ mong muốn có người yêu như thế nào nè, cô gái của chúng ta nè? Dạ, em mong muốn tìm một người bạn trai là phải là người chín chắn ạ. Và có bản lĩnh xíu. Không cần phải đẹp trai nhưng mà cũng là người tử tế. Để tôi qua tôi coi có đẹp trai không đã. Lại cũng thêm trời. Một option cái gì nữa? Cao thể cao hơn 1m68 trở lên. Cao hơn 1m68 hả? 65 được không? Ông trời nhân ban. Trời sao đẹp trai. Nhà trai. Có duyên à. Thì thôi nói chung là cái chiều cao á, thì mình về em tự thương lượng nhau đi. Rồi em có cái điều gì không thích ở con trai không? Em không thích con trai keo kiệt. Nóng tính. Rồi gì nữa? Rồi vũ phu. Rồi gia trưởng. Trời ơi. Sơ sơ như thế. Thấy ghê quá. Thấy bên kia người ta đưa ra những cái yêu cầu vậy đó, mình thấy mình đáp ứng được nhiều nè. Dạ, cũng thấy giống giống em. Giống giống ha. Dạ. Chỉ có vụ 65, 68 thì nó hơi ấy chút 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 tự thương lượng nha. Em 63, 63. 5 phân thương lượng được không? 5 phân thương lượng được không? 5 phân thương lượng được không? Trả giá. Dạ, em sẽ cố gắng mang giết bệt thì chắc là được rồi. Bây giờ khoảng bao lâu thì em đồng ý lấy chồng nè? Em thì cũng không có đặt nặng về thời gian, nếu mà cảm thấy phù hợp nên tiến tới được thì khoảng thời gian 6 tháng, 1 năm, 2 năm gì đó. 6 tháng, 1 năm gì đều được. Cũng được đúng không? Rồi, rồi ngon lành. Bên kia là ta muốn lấy vợ lắm rồi đó. Muốn lấy vợ dữ lắm mày hả? Dạ. Bây giờ bên kia nói 2 năm lận được không? Nôn gấp. Tại mẹ không có con dâu buồn, ở mình buồn. À tức là giờ gấp dữ lắm mày hả? Dạ, không à. Thì cũng tìm hiểu cũng chút qua thương lượng nghe. Dạ dạ. Là bên này 6 tháng năm đều được đó. Được. Được đúng không? Trong thời gian tìm hiểu. Chuẩn bị lấy chồng gái đi với ai? Dạ em đi với em gái của em. Em gái hả? Rồi. Em gái có ý kiến coi anh rể tương lai mình được không nào? Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào anh và chào quý vị khán giả. Em cũng hy vọng là qua chương trình này chị có thể tìm được một người để mà có thể kết nối được với nhau. Thấy ảnh được không? Dạ. Anh kết được không? Em thấy anh này cũng khá là chín chắn và trưởng thành. Thì em cũng hy vọng là hai người có thể tìm được những cái tiếng nói chung để có thể tìm hiểu sâu hơn với nhau. Anh thích ăn hải sản không? Dạ dạ có thích ạ. Em nghĩ đó là cũng là một ưu điểm mà. Bắt đầu từ đây là vậy em cũng rất thích ăn hải sản. Vậy đó hả? Dạ vâng. Cứ ngày nào hai chị em cũng tới ăn nha. Bắt đầu từ ngày hôm nay. Gửi qua cho người ta ăn chứ ai mà kêu tới ăn. Rồi. Rồi nha. Em đi với ai? Đi với em trai với em gái chơi chung. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Em là em quen biết với anh Tuấn. Thì em thấy anh Tuấn thì cũng tính tình là hơi nóng. Nhưng mà ảnh thì rất là biết lo cho gia đình, biết cái nấu ăn này kia đó cũng tốt. À, em thấy nhà gái. Dạ em thấy chị gái này thì cũng dễ thương, nói chuyện nhỏ nhẹ. Rồi em cũng muốn là anh với chị thì với chị với nhau đi tìm hiểu với nhau, cho nhau một cơ hội. Rồi cảm ơn người em. Thôi bây giờ mình mở rào đi. Đúng rồi. Mở rào. Bước tới. Dạ. Cảm ơn anh ạ. Xin phép cũng có một món quà tặng anh. Em cũng muốn nói cái ý nghĩa là hoa này là hoa lavender, là nhắc đến là thành phố phía nam của nước Pháp là Aix-en-Provence. Thì nơi này là ngày trước là em cũng có từng học tập ở Aix-en-Provence. Hương hoa rất là thơm và có mùi hoa. Hay quá. Cái này anh sẽ về anh chăm lúc nào mà nó cũng xinh đẹp giống em luôn ha. Dạ em cũng rồi tặng ta gì nói rồi. Anh tặng em cái đồng hồ để cho em làm kỷ niệm, là khi nào mà mỗi lần em coi giờ thì em sẽ nhớ tới anh. Đeo thử coi. May quá, đồng hồ của em vừa bị mất xong. Trời ơi, hên quá. Mai còn mất gì nữa thông báo luôn đi. Cái này nó phải cơ bản mới được. Đây tôi thâu vô cho. Đồng hồ này tôi biết làm. Bây giờ hai người quay mặt đối diện nhau trò chuyện nữa nào. Em học ở Pháp hả? Dạ. Em học bao lâu? Em học 6 năm ở bên Pháp. À, học về gì em gái? Em học về thạc sĩ kinh tế. Ồ trời ơi, quá giỏi. Mở nhà hàng là ngon rồi đó. Khỏi phải lo gì kinh tế. Mở một chuỗi nhà hàng luôn. Từ Cần Thơ cho tới Bình Chánh luôn. Em cũng có cho thuê xe du lịch đó anh. Thì tương lai cũng sau này cũng có xe về mình cũng cho thuê này kia. Cho thuê tự lái á, hoặc là khách đi du lịch này kia là anh cũng làm bên mảng đó. À, có cho thuê xe nữa. Dạ. Làm nhiều mảng quá ha. Dạ.
Gặp cô gái Cần Thơ thì thấy sao? Anh có gì muốn nói với em không? Ta thấy anh sao? Có như gu em không? Như em nói thì nếu mà về ban đầu thì cái ngoại hình nó sẽ không không phải là quá quan trọng với em, nhưng mà em cũng mong muốn là tìm một người nào mà tâm đầu ý hợp, phù hợp với mình. Còn trong cái thời gian tìm hiểu thì em nghĩ sẽ có được cái câu trả lời hơn ạ. Thì cái đó là hai đứa mình tìm hiểu sau này, thì anh cũng mong giống như cũng muốn tìm vợ để về ở chung với mẹ, tại vì anh sống với mẹ từ 13 tuổi tới giờ chỉ có mẹ thôi, không có ba, nên năm ra đó thì anh cũng muốn tìm một người để sống tương lai tới sau này. Em có thích đi du lịch không? Dạ em thích. Anh thì trước đó là giống như anh không có quen ai, là anh cứ buồn là anh cứ lấy xe anh đi mình, anh đi Nha Trang, đi Vũng Tàu rồi đi nha, đủ thứ vậy đó. Anh buồn là anh hay xách xe anh đi mình vậy đó. Dạ. Công việc của anh là chủ yếu là làm về buổi tối đúng không anh? Anh làm buổi tối. Còn ban ngày thì thường anh sẽ làm gì trong cái thời gian rảnh ban ngày? Thì anh cũng coi sắp xếp người đi chợ mua đồ này kia các kiểu rồi đó. Mình tự mình sắp xếp mình. Tự một mình anh làm hết. Nếu mà giờ trong một tuần hoặc là một tháng gì đó em được gặp bao nhiêu lần? Thường thì cuối tuần thì em sẽ về Cần Thơ em thăm bố mẹ, còn trong tuần thì bữa tối thì em có thời gian ạ. Nếu mà mốt có về Cần Thơ để anh chở về. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Đây, thấy gần chút xíu nào. Anh có cảm nhận về em như thế nào? Thấy em rất là dễ thương và hiền. Hiền nhưng mà nóng tính lắm anh. Thường là hiền là trẻ rất là dễ anh nóng rất, tính. Anh rất là chiều được phụ nữ. Anh dễ chiều, dễ cưng. Lúc mà vợ lâm bồn đẻ con thì em làm gì cho vợ, nói cho vợ biết luôn đi. Thì em làm việc nhà hết. Còn bỏ vợ trong bệnh viện thai lo. Tự nhiên lúc đó vợ đi đẻ không, ngồi nhà không làm việc nhà. Lúc mà trong đó hả, thì em lúc nào cũng chăm cho vợ, em đâu có bỏ đi được. Tại vì trước giờ mình cũng độc thân, rồi giờ mình có vợ mình phải sát bên nhau chứ sao mình buông được. Không muốn cưới gì lắm rồi. Muốn cưới lắm rồi. Giờ hỏi chuyện quan trọng, cưới về ai giữ tiền? Nói vợ giữ cho chắc. Vợ thạc sĩ kinh tế thì ta lo giữ tiền chứ. Hát bài cho nhà gái nghe để nhà gái có bấm nút hay không. Chỗ này quan trọng nha. Thể hiện tài năng liền. Hát tiếng Pháp đi. Tiếng Pháp là đồng ý liền. Anh chân thề ngày nào bên nhau, dịu ngọt em nói yêu anh suốt đời. Nhớ hôm nào dịu người trong tay chim lay. Chim bóng. Anh gái hát bài tiếng Pháp hay gì đó? Em có chuẩn bị một bài thơ để tặng nhà trai với lại anh chị ạ. Bài thơ tên là Về Cần Thơ. Em mời anh đến Cần Thơ xem quê em đó bây giờ ra sao. Vẫn dòng sông Hậu rì rào, cầu Cần Thơ đã vẫn cao đôi bờ. Ninh Kiều bến vẫn nên thơ, công viên ghế đá ai chờ đợi ai. Nam thanh nữ tú mê say, cầu tình yêu đó dắt tay đôi mình. Cần Thơ lẩu mắm xin chào, món ngon nức tiếng anh nào cũng mê. Mê nhất là gái nhà quê, áo dài tha thước không nề gió sương. Gặp em anh sẽ vấn vương, nghe câu vọng cổ trong đường anh thương. Anh ơi mau hãy tìm đường về Cần Thơ nhé, tỏ tường quê em. Rồi mời hai bạn về chỗ. Đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại. Các bạn nhắm mắt lại, kiểm tra xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Khi ta đặt tay mà nút bấm, chúng ta phải thực sự là rung động hẳn bấm nút. Còn nếu không, chúng ta nhường nút bấm cho người khác. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1. Hai. Ba. Có thời gian. Chúc mừng. Hai bạn rất là đẹp đôi. Chính thức ta hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. Này. Bây giờ về ngoại hình em muốn một người bạn trai như thế nào? Đừng có râu và nón dài về nhìn nó cảm giác không sạch. Hả Mang. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi.
Rồi, chào em, tự giới thiệu về mình. Em tên là Bùi Thị Ngọc Nhung, hiện là quản lý sale và marketing cho nhà hàng. Năm nay em 28 tuổi, quê ở miền Tây, Vĩnh Long. À, Vĩnh Long cùng quê với tôi. Dạ. Rồi, bạn trai giới thiệu đi ạ. Em tên là Nguyễn Thanh Nghị, hiện tại em là nhân viên IT ở công ty FPT. Em hiện tại 28 tuổi, quê em ở Tây Ninh. Bạn gái bên kia, bạn muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Biết thương em, có hiếu với gia đình hai bên, có công việc ổn định. Còn về tính tình thì vui vẻ, hoạt bát, cởi mở giao tiếp với mọi người. Mình có sở trường gì? Mọi thứ em biết một chút. Cái gì em cũng muốn biết đó. Trong cuộc sống mà mình có cái gì cần xử lý đó, thì mình có thể xử lý được. Theo bạn thì trong tình yêu thì bạn nghĩ như thế nào? Mình thích một người là trung thủy, biết quan tâm đến cảm nhận và đến cái cuộc sống của bạn gái, có suy nghĩ chín chắn trong tình yêu để mình có thể tiến tới tương lai xa hơn. Mình cũng nghĩ vậy, mình cũng mục đích mình cũng tìm hiểu là mình muốn là có sự đồng cảm, chia sẻ giữa hai bên. Bao lâu thì hai bạn tiến tới hôn nhân được? Nếu mà em được thì em khoảng một năm rưỡi. Hai năm được không anh? Một năm rưỡi. Vì đã giá gì vậy? Tại vì cái dự định của em thì nó cũng khoảng là hai năm nữa. Nhưng mà thật ra thì duyên tình cảm thì nó cũng có một phần là duyên nợ. Quan trọng là hai đứa có thể xây dựng được tình cảm vững chắc để đi đến hôn nhân trước khi dự định của em không? Rồi hai người sẽ bàn nhau cái hướng phát triển. Nếu như lấy nhau chúng ta có một cái hướng phát triển nào riêng cho tương lai không, hay vẫn đi làm công như vậy hoài? Hiện tại thì em đang có về cái công nghệ thông tin, thì em có học thiết kế web. Thì em cái tương lai của em thì nó sẽ có nhiều cái, thì em có thể thiết kế web riêng, và có thể là tại vì em cũng là một chiếc ảnh avatar nên là em cũng có thể chụp bài dạo ở ngoài. Ôi, avatar cũng làm cái chuyên nghiệp của mình đó. Dạ, thiết kế web dạ. Rồi, bên cô gái có một cái hướng nào mở cho tương lai của mình không? Bạn muốn hỏi gì bạn nam cứ hỏi đi. Có biết về marketing online không vậy bạn? Marketing online thì mình chưa có học, mình chỉ thiên về công nghệ thông tin là thiết kế, và mình hiện tại thì mình đang làm trưởng nhóm. Như vậy là tốt rồi. Dạ. Cô gái dù giờ cô có vốn thì cô sẽ làm gì? Dự định đầu tiên là em mở một có thể cửa hàng hoặc là một quán ăn gì đó kinh doanh nhỏ, sau đó từ từ mình phát triển lên. Đó. Nhưng mà mong muốn của em cũng lập một cái kinh doanh riêng chứ không chỉ đơn giản là đi làm bình thường. Nói chung hai người mộng rất cao. Rồi bây giờ về ngoại hình, em muốn một người bạn trai như thế nào? Ừ, nhìn là được. Rồi cao hơn em chút là được. Không có râu quai nón. Sao vậy? Đủ quai râu quai nón mắc nói gì không được. Đừng có râu quai nón dài về nhìn nó cảm giác không sạch. Ủa vậy chứ mấy người để râu quai nón dơ lắm hả? Cô trải qua mấy mối tình rồi? Cũng có một mối tình. Chia tay lâu chưa? Chia tay cũng 6 tháng. 6 tháng à? Bên kia chia tay 1 năm, bên đây 6 tháng mới đây mà. Mới à? Ủa? Thì mối tình nó dài không? Mối tình đó cũng chừng 1 năm mà anh. Nhưng mà về cái mức độ mà mặn mà thì cũng không có nữa. Chưa có đúng không? Thôi vậy cũng được. Mối tình này phải đậm nha. Lý do bạn chia tay với bạn trai cũ là gì vậy? Vì mình không có cảm nhận được là hai phía tình cảm của bạn trai bên kia. Không có tin tưởng đúng không? Không có thể hiện. Có cái gì gọi là vững chắc hết cho nên là... Đúng rồi, không vững chắc thì thôi chia tay được. Đợi một thời gian. Không, mà công nhận với trẻ bây giờ làm việc năng động quá. Bạn nữ nào lên đây ngồi cũng nói bận hết trơn á. Mấy bạn nam mà không lo phấn đấu là lạng quạng, ít giờ làm việc hơn bạn nữ. Chào bạn. Dạ, chào chị. Em thích một người gái có ngoại hình như thế nào? Đừng có quá mập quá, thì nói chung là tướng vừa được rồi. Có mái tóc dài. Bạn có tật xấu gì không? Tật xấu của em là ví dụ mà em có một công việc gì thì em thường quên lời hứa. Là hứa không, cái không phải được. Là, phải là riêng về nữ và nam cũng vậy. Ví dụ mà có công việc gì đó em sẽ thường là em chú tâm vào cái công việc đó. Cái quên luôn hả? Dạ, thường em hay có cái cuộc quên vậy, nhưng mà cái đó em chắc cũng có thể khắc phục được. Dạ. Nhưng mà thật sự đã nồng cháy, đã quyết liệt muốn lấy vợ, muốn có bạn gái chưa? Nhà có hối thúc gì không? Nhà thì ba mẹ chỉ kêu hỏi sao chưa thấy dẫn về. Mà tại em cũng có dẫn một bạn về rồi, nhưng mà chia tay. Chia tay rồi? Dạ. Chia tay bao lâu rồi bạn? Chia tay cách đây một năm rồi. Bây giờ là mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng để đám cưới chưa? Dạ, đúng rồi. Tiền bạc, nhà cửa, chỗ ở rồi gì có chưa? Có chỗ ở. Có chỗ ở rồi. Rồi sao vậy đi? Được không chị? Tạm được. Trai người ta vậy ngon mà đã tạm được chứ không tạm được. Ta có nhà cửa công việc ổn định. Chào dạ, em. Dạ. Kiểu thương này sao ế vậy? Dạ chắc em lo công việc nhiều hơn. Tại vì công việc em giờ cũng khá là bận. Em làm từ có thể sáng với lại cũng có nhiều cái làm thêm buổi tối nữa. Hôm nay mình có đi với người thân không? Em đi với một bạn đồng nghiệp.
Em chào chị Cát Tường ạ, chào Nguyễn Linh ạ. Bạn thấy cô gái bên ấy như thế nào? Dạ, quá ok luôn ạ. Quá ok luôn. Bạn thân bạn có phải là một người chu đáo? Thì anh nghĩ là một người rất là chu đáo ạ. Trong công việc thì anh luôn là người chu toàn nhất. Cảm ơn bạn. Bạn gái mình có đi vai không? Dạ em đi với hai bạn thân của em. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thì em thấy anh hơi trọng tính xíu á. Còn chị Nhung á thì dù cũng 28 tuổi rồi nhưng mà cũng khá là vui vẻ và chơi với nhau rất là hòa đồng. Mà không biết anh này anh có vậy nếu có hòa nhập được hay không á, tại vì thấy ảnh hơi đứng đắn xíu. Nhưng mà mình hợp tính mình sẽ rất là xì tin, mình cũng phải gọi là xì tin, nếu mà mình sẽ hòa đồng, tại vì mình cũng có quen một nhóm bạn là chuyên đi chơi phượt. Bạn của Bằng Nhung hỏi á là ngoài tức là có hòa đồng chung với nhóm hay không? Có, tất nhiên cái vấn đề đó là có, sẵn sàng. Tại vì khi mà đã thân rồi em sẽ hòa đồng. Rủ Bằng Nhung đi chơi, có mời cái nhóm của bạn Nhung đi chơi theo không? Em cũng có đang dự định sẽ có một chuyến đi chơi vượt tại Starba vào cuối tháng 9 này. Thì nếu mà bạn sẵn sàng tham gia thì mình sẽ sẵn sàng. Nhưng có rủ bạn Nhung đi theo chơi vui không? Dạ vẫn ok, nếu mà các bạn muốn đi thì mình sẽ nhích thời gian ra. Nó đi nó hồn tiền, đâu phải nó đi ấy. Rồi cho hai bạn gặp nhau đi. Kéo màn lên. Đấy, hai người trò chuyện với nhau đi. Mình có một quyển truyện, quyển sách mình rất thích, mình tặng bạn. Quyển truyện thì mình đọc rất nhiều lần và mình vẫn còn có cái cảm xúc trong cuốn quyển truyện này, thì mình tặng bạn thì bạn có cảm xúc. Truyện gì vậy? Nguyễn Nhật Ánh, còn chút gì để nhớ. Bạn có nhận xét nào như thế nào về mình? Đúng là như bạn của mình nói thì là đúng là cái nhìn bề ngoài là đúng là hơi kiểu như khó tính. Quen rồi thì lúc để mình cảm nhận sau. Ok. Hồi nãy có nghe nói là hay đi du lịch đó, thì có định thường xuyên đi hay không hay là mức độ? Không phải là gọi thường xuyên, mà mình thì một năm mình thường dự định là 1-2 chuyến đi. Nói chuyện về tình yêu đi, quan điểm về tình yêu. Thì quan điểm mình tình yêu á thì thường phải là chia sẻ về mọi vấn đề. Mình cũng đồng ý như vậy. Hai người có tật xấu gì nói khai nhau hết đi. Tật xấu á cũng khá nhiều. Ví dụ như là cuối tuần á thì em hay thức khuya và ngủ trễ. Đúng rồi, giống mình cũng hay thức khuya và ngủ trễ. Quan điểm về con cái, tiền bạc. Về con cái thì mình hai con. Thôi. Còn tiền bạc thì hiện tại thì công việc của mình nói chung là nó cứ cố định. Mình quan niệm về chi tiêu thì mình có kế hoạch chi tiêu của mình. Mình sẽ có một cái chút gì để dành của mình. Có dự định là tích lũy. Mình đã tích lũy rồi. Là nói chuyện tới mai luôn nè. Nãy giờ nói nhiều quá, bây giờ hỏi nhanh ngắn gọn trước khi bấm nút nè. Có nhớ tên nhau không? Tên gì? Ảnh tên gì? Em chỉ nhớ tuổi là 28 tuổi. Nhung. À. Nhung. Dạ. Nhiều tuổi? 28. Quê quán miền Tây, không nhớ. Vĩnh Long. Em dạ. Nhớ được tỉnh Tây Ninh. Đúng tên rồi. Anh tên Nghị. Đúng rồi, tên Nghị. Nhớ tên mà bàn cho dữ vô, nói nhiều vô. Một câu cuối cùng, cảm xúc của dành cho nhau như thế nào hiện tại giây phút này? Nhìn bạn thì anh cảm thấy là dễ mến, thấy nhìn thấy gần có, tại vì em cứ cười cũng giống anh thôi, cái chiều anh có đặc một cảnh một câu. Nếu mà yêu nhau bạn có muốn là về Tây Ninh làm dâu, ví dụ như là dịp lễ Tết hay là cái dịp nào đó về Tây Ninh thì ok chứ mong muốn của mình là vẫn ở Sài Gòn. Đúng rồi. Rồi hết chưa? Dạ hết rồi. Mong bạn bấm nút. Không có mong. Không biết gì. Do cái trái tim người ta có mách bảo là bấm hay không thôi. 3 tiếng đếm. 3 2 1. Nói tóm lại, hai bạn là hai người cũng có kinh nghiệm trong cuộc sống. Chúng ta nói như vậy cũng đã hiểu nhau rồi ha. Mong rằng chúng ta sẽ có thời gian tìm hiểu kỹ hơn nữa. Trong một thời gian sớm nhất, nếu hai bạn đồng ý thì chúng ta sẽ đi đến một cái quyết định gì đó nó thiêng liêng cho cuộc đời. Chúc mừng anh. Gửi tặng hai bạn. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn có đánh đá tặng. Trên tay em cầm một đóa hoa tú cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình gặp nhau trên ngọn đồi đông nắng gió,
chờ em anh nhé. Em sẽ bước đến bên anh và nói, anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Về không? Có đi. Đừng lặng im như thế, trả lời em đi. Đừng bắt em phải mong chờ. Nghe thấy sao, cảm giác sao? Sao ạ? À? Thấy nhà gái? Nhà gái thấy thích rồi đó nha. Nhà gái tôi thế nào ạ? À? Thích rồi, dễ thương. Một cô gái rất là dễ thương ha. Nghe ngọt ngào nữa. Nhà trai nghe thôi đã xém đổ rồi đó. Sáng hôm nay tôi cảm thấy tự hào vì nhà gái của mình quá mọi người ạ. Nhà trai tôi cũng được lắm rồi nha, cũng sói ca lắm á. Cao chắc cũng 1m9, 2m chứ không giỡn rồi nha. À, nhắc tới chiều cao thì bây giờ chúng ta sẽ hỏi luôn về tình trường của cô gái. À, em thì chưa có mối tình nào cả. Trời, sao vậy cưng? Em đẹp quá mà. Sao vậy? Hay dễ là em khó quá? Chắc có lẽ cũng vậy ạ. Dạ. Vậy là chắc là cái yêu cầu của em nó cao lắm đúng không? Yêu cầu cao không? Yêu cầu cao như chàng trai bên kia không? Em nghĩ là em thì chỉ em sẽ thích một người con trai bản lĩnh, một người hướng về gia đình, và chắc chắn là sẽ yêu thương người phụ nữ của mình, vậy thôi. Còn về chiều cao sao em? À, chiều cao bên thì... kia là lợi thế chiều cao đó. Chiều cao hơn Việt Hàn luôn. Chiều cao thì em cũng không quan trọng, cao hay thấp đó. Dạ. Trời sao con bé này nó xinh đẹp, nó dịu dàng như thế mà yêu cầu của nó đơn giản, nhẹ nhàng quá. Có nào khó hơn? Có gì khó hơn nữa không? Vậy thì gia đình bên nhà trai dư sức đáp ứng nhu cầu của nhà gái rồi. Hỏi gì nó khó hơn đi. Bên đó cô gái xinh đẹp lắm anh trai. Bây giờ nào? Cũng chưa có nhiều trải nghiệm, thành ra là cũng chưa có. Nghĩa là nhiều khi là em chưa kịp nghĩ ra đâu, đúng không? Bây giờ chị sẽ qua bên nhà trai, chị sẽ trò chuyện coi như thế nào. Đó, nhà trai tôi xoái nhà... ca. Cao hơn cái thang luôn. Yên tâm. Ngon lắm. Ôi này bà mối, cái gì ngon? Ăn được không ngon? Tôi không ăn. Mai mốt bên đây ăn. Nên là tôi thấy, tôi nói trước là ngon. Ngon ta vậy mà ngon gì? Hấp dẫn. Trời ơi, trai cao ráo. Cao ráo. Tên thường chứ không có thường nha. Không hề thường chút nào hả? Không hề thường. Vậy là bất thường lắm hả? Không. Không có bất thường, không có bình thường. Mà nó vô thường. Vô thường. Đó. Dạ, không giỡn nữa nè. Dạ. Bây giờ nè, chàng trai nói cho chị nghe là bao nhiêu mối tình rồi? Em thì có 20. À, nhưng mà lý do chia tay là xa quá, một cái đường lý xa quá. À. Rồi cách xa quá hả? Vâng. Người ta nói yêu nhau mấy núi cũng trèo mà. Mới cả ngày đấy là cũng còn năm đấy mới có 20 tuổi. À, chưa đủ sức hả? Chứ nghĩ con chưa trưởng thành. Khớp đồ nó chưa cứng nên chưa trèo được đúng không? Vâng. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Bây giờ nó gần sát bên, đâu có cần trèo, gọi là trèo đèo lội suối gì đâu. Vậy là giống như định mệnh vậy đó, lần này đúng là rồi. Cùng ở Hà Nội. Gọi là định mệnh luôn đó. Ở đâu này, hỏi coi có ở gần phường nhau không? Hỏi đi. Bạn là ở chỗ nào Hà Nội nhỉ? Em đi. Em ở chỗ nào Hà Nội em ơi? Em ở Hà Đông. Vâng. Hà Đông. Anh ở Trương Mỹ. Là gần nhau không em? Gần ạ. À vậy hả? Ồ. Sát bên em. Ủa vậy hả? Ở Trương Mỹ, Hà Đông sát bên. Em ở chỗ nào Hà Đông? Em ở Dung Lộ. Ô, có 7 cây. 7 cây thấy. À, mà em nghe cái chữ Hà Đông em có nhớ đến cái câu gì không? Cái gì Hà Đông đó? Cái gì Hà Đông ta? Cái gì em đó? Sư tử Hà Đông. Hả? Em sư tử Hà Đông. Sư tử Hà Đông. Sợ không? Sợ không? Không sợ luôn. Không sợ đúng không? Không sợ. À, vậy là gần nhau cách có 7 cây thôi mà chúng ta không gặp nhau, mà chúng ta phải vượt gần 2.000 cây số ta mới gặp nhau đây, đó là duyên nào. Đúng rồi. Sao nãy nghe bên kia nói về những cái yêu cầu về một người đàn ông của bên kia, em cảm thấy là mình có thực hiện được không? Chắc là có. Chị thấy dễ quá mà. Nhưng mà chưa thực hiện thì là cố gắng hết sức để mà thực hiện. Dễ lắm, rất là dễ. Tóm lại là hôm nay hai bạn này nó thuận lợi rất là nhiều luôn.
bây giờ mình không thích điều gì ở đàn ông nè? Em không thích đàn ông gia trưởng. Gia trưởng? Có gia trưởng không? À là không ạ, cái đấy không có. Mình đây hiền lành lắm. Phải chẳng. Vũ phu. Vũ phu. Ok đấy, có thủi ai bao giờ chưa? À chưa, toàn bị đấm thôi. Trời ơi, đàn ông mà gia trưởng vũ phu nó kinh khủng lắm nha. Còn gì nữa không? Hết rồi. Hết rồi, hai cái đó thôi đã mệt rồi đó. Hai cái đó là mà ai mà dướng phải hai cái đó thôi bỏ đi nha. Bên đây là không có. Bên đây cũng không có gia trưởng vũ phu gì hết trơn. À. Bên gì? Mà. Bây giờ cái gu bạn gái em là gì nè? Hiền lành, hiền lành và chu thịnh là được. Vậy thôi hả? Trời, hai bạn này sao dễ dàng quá vậy? Hiền, có hiền, dễ thương lắm. Mình đi với ai vậy em gái? Hôm nay thì em có đi một mình thôi. Rồi. Xa quá. Còn chàng trai. Em đi mấy cái bác em. Có bác hả? Rồi, mình gặp bác chút xíu đi. Dạ, con chào bác ạ. Chào nhà trai. Dạ vâng, xin chào MC Quỳnh Linh và MC Ngọc Lan. Mời anh cầm cái micro cho Quỳnh Linh ạ. Rồi, chào vâng. Nói được đó. Xin chào MC Quyền Linh và xin chào MC Ngọc Lan. Họ nhà trai chúng tôi đại diện của cháu Thường đây, chúng tôi một kỳ vọng rất lớn là hôm nay được gặp hai MC và đồng thời cũng là một kỳ vọng lớn nhất là sẽ đi là sẽ không về không. Tức là không biết rằng MC có hiểu rằng là chúng tôi đi la mang một quyết tâm rất cao và một kỳ vọng rất lớn, đi không về không. Tức là không bao giờ về không. Đúng đi không, đúng không? Đi không có người, về phải có người. Đấy, có đó. Vậy. Đúng không? Dạ vâng, đúng như thế. Vậy thì nhà trai đánh giá bên nhà gái thế nào nè? Nhìn nhà gái có thấy được không? Quả thật là về địa trí địa lý thì rất là gần, thế nhưng mà ngược trở lại thông qua cái chương trình này, vậy là cháu tôi có một cơ hội rất lớn. Chỉ chúc cháu rằng gì, cơ hội như thế này mà cháu không tận dụng được thì là cháu hơi kém. Thế rằng thế là thường, nhưng bác kỳ vọng rằng cháu sẽ phi thường. Hay quá, cảm ơn nhà trai đó. Không tận dụng được là không được nha. Bằng mọi cách phải tận dụng, về đi một mà về hai nha. Chuẩn bị mở rào, cố lên nha Thường nha, nghe lời chú dặn không? Phi thường lên, mạnh mẽ lên, năng động lên nào. Đó, cảm ơn anh. Đứng đó chưa? Đứng đó, nãy nói nãy anh nghe em hát sao? Nãy mà này. Cảm ơn. Mình nói to to lên cho mọi người nghe chứ. Nhìn thẳng quay mặt, nhìn thẳng bạn gái đi, nói. Nãy giờ anh thấy em sao? Nghe tiếng gì? Anh đã không nghe tiếng gì? Không, đúng rồi. Đó, bị phản đối rồi kìa. Bây giờ phản cái gì cho bạn gái nói gì đó? Nói đi, nãy giờ anh thấy, nãy giờ nghe tiếng nói rồi gặp em anh thấy sao? Nhìn thẳng mắt bạn gái kìa. Quyết tâm cao lên chứ. Ừ, quyết tâm cao lên, phi thường đâu. Mình nhá thì em có không có thích không? Hay là có gì được không? Em nghĩ là đó là tính cách của mỗi người. Thì anh vì em tôn trọng cái tính cách của em. Thì anh hy vọng là sau chương trình này mình đã có duyên với nhau ấy. Anh hy vọng là mình sẽ cho nhau một cơ hội. Chưa nói gì mà cơ hội chứ gì. Nay tặng bạn gái gì? Em cháu tặng cái chuông gió. Chuông gió hả? Để trang phòng, mỗi lần mà nhìn chuông gió thì sẽ nhìn cháu. Chứ không phải tặng chuông gió cho đỡ sợ ma hả? Chuông gió mà sợ ma nữa, tự nhiên đang ngủ mới sợ. Sao nhìn thấy em gái coi, nhìn quay mặt đi, thấy sao? Bạn nữ rất xinh. Hả? Bạn nữ rất xinh. Rất xinh hả? Hỏi con thích đi chơi đâu, Hà Nội mà thử với anh là Trúc Sơn. Dạ. Trúc Sơn giúp anh gần lắm. Dạ vâng. Em có điều gì không thích ở đàn ông con trai? Như vừa rồi em còn chia sẻ thì em sẽ không thích một người gia trưởng. Anh không có tính đó. Rồi thôi về chỗ ngồi đi. Để nhà trai cầm cái micro dùm Quỳnh Linh coi. Đây này, chị để đây cho. Nãy giờ nó vô đề được không? Dặn dò nó cái gì coi. Ủa Thường ơi, cơ hội tới với cháu như thế này. Rồi mở micro. Chú kinh nghiệm truyền cho nó coi. Nếu
bác đang ở độ tuổi như con ấy thì ngay và luôn là 100% luôn, không phải đắn đo gì nữa. Bây giờ con nói được không? Mọi khi thì nghe mạnh dạn coi như là can đảm lắm mà sao hôm nay gớm gặp bạn gái thế nào tự nhiên lại mất hết coi như là cái uy lực, cái khí thế đi. Động viên nó đi, nói gì đi. Rồi, cứ yên tâm nha, bình tĩnh nha, tiến lên nha, tiến chắc nha, tiến vững bền. Và mình đã định như thế nào là quyết tâm phải thành công. Đó, cháu sẽ cố lên. Nghe là bác chưa? Dạ, nghe rồi đó. Bắt đầu nói đi, nói chuyện đi. Em gái, em cảm giác bên nhà trai thế nào? Em sẽ đánh chứ. Em đang không biết nói gì. Anh thì anh em nghĩ là anh cũng sẽ là một người hiền. Đúng, anh cũng hiền lắm. Dạ. Cùng với nhá. Dạ. Quan điểm về tình yêu của mỗi đứa thế nào, nói cho nhau nghe đi. Quan điểm về tình yêu của em thế nào? Em nghĩ là em nghĩ là giữa hai người sẽ cần có sự tôn trọng với nhau. Anh thì nghĩa là anh chỉ cần người mẫu với bạn gái này có thể chu thủy là được, cũng không nhất thiết là quá xinh quá đẹp, nhưng mình chỉ cần chu thủy là được. Thế thì đơn giản quá. Và bây giờ anh nhà trai hỏi nhà gái là hẹn hò sao, em thích đi chơi đâu, thích ăn cái gì, có thích đi xem phim trong buổi hẹn hò không? Mà em hỏi đi rồi mới mốt mình về Hà Nội là mình tới bến luôn. Thực ra thì từ Trúc Sơn mà ra Hà Nội rất là gần, gần lắm chị ạ. Thế nên là đi độ 50 phút là đến nơi thôi à? Không, em nói gì bạn gái, em hẹn hò bạn gái mà, đâu phải hẹn hò chị đâu mà em kêu gần hay không gần với chị. Một tuần thì thời gian em có thể rảnh được vào thời gian nào? Cũng tùy đó, cũng tùy. Gì? Là công việc của em thì cũng khá là bận. Cũng tùy, không có cố định. Cuối tuần thì em có rảnh không? Cuối tuần? Cũng tùy hôm ạ. Tùy hôm? Vâng. Anh cũng thế. Anh thì nói chung là nếu mà hẹn nhau thì đi chơi hoặc đi xem phim thì sẽ được hẹn trước nữa. Một hôm hai đứa được sắp xếp đấy thì sẽ dễ đi hơn. Thì công việc anh cũng khá là bận. Hỏi em đi, quan điểm hôn nhân của em thế nào, chúng ta bao lâu thì có thể tiến tới, rồi con cái thế làm sao, hỏi đi. Vâng, lần đầu tiên gặp bạn nữ đâu hay run lắm. Run quá. Đúng quá. Mới để bác lên ngồi nói thế giùm cho. Theo quan điểm của em thì bao giờ thì em sẽ tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là nếu mà gặp được người phù hợp thì chắc là hơn 1 năm là được. Hơn 1 năm được. Anh cũng nghĩ vậy, bởi vì là thời gian thì nó sẽ chứng minh cái tình cảm mình dành cho nhau như thế nào, cũng giúp mình hiểu nhau hơn ấy. Thì mình sẽ có cái quyết định là đúng đắn hơn. Thôi, anh chỉ có thế thôi. Trời đất ơi, có thế thôi đó hả? Cháu đơn giản lắm chú ạ, cháu không có yêu cầu gì nhiều gì cao luôn. Bây giờ nè, mình nhà trai, mình phải nói nhà gái tin tưởng với mình. Tức là bây giờ anh đang chuẩn bị những gì cho hẹn hò, chuẩn bị gì cho hôn nhân. Anh đã có những cái gì rồi, chuẩn bị nói cho nhà gái ta yên tâm á. Thí dụ anh đang chuẩn bị hành trang cho những cái cuộc hẹn hò thế nào, sắp tới khoảng bao lâu thì mình chuẩn bị, bây giờ lấy nhau về mình ở đâu, mình làm gì, nói cho nhà gái biết đi, theo cái gọi là khát vọng của mình đó. Nói theo anh tính thì khoảng 1 năm mình sẽ gọi là có gia đình, rồi khi có gia đình thì mình sẽ hướng tới về nhà ở với ba mẹ, hay là ở riêng, hay là anh hướng tới mua miếng đất nào ở Hà Đông chẳng hạn, hay mua sư tử nào đó thí dụ đó, mình nói cho nhà gái biết đi. Mua sư tử chị hả? Anh thì nhà là có con một, anh hy vọng là em sẽ về làm dâu bố mẹ anh. Đó, hỏi em làm dâu được không? Em có làm dâu được không? Nếu mà ba mẹ mà thoải mái thì em có thể làm dâu được. Bố mẹ anh còn... dễ tính lắm. Đó, bây giờ hỏi em, lấy nhà về anh có muốn mấy đứa con? Cái đấy chắc là để sau được không chú? Không, hỏi luôn hướng, hỏi luôn. Mình tới định hướng. Nói nhiều khi ở đây người ta thích khác mình sao?
nó phải hợp nhau tất cả đó, cho nên giờ tôi phải nhào lên đây tôi nghe nè. Cái gì hết. Mình đề vẫn nghe rõ mà. Em nói nhỏ xíu mà. Thì lấy nhau về em muốn có mấy mấy con. Về chuyện con cái sau này thì em nghĩ là con cái là trời cho. Trời cho. Vâng. Anh cũng nghĩ thế. Thì trời cho bao nhiêu thì mình có được bấy nhiêu. Dạ vâng. Bây giờ em hỏi lại thôi. Thường mấy ông đàn ông á là lấy vợ thì không cho vợ làm gì, bắt vợ ở nhà. Đó, em hỏi coi ảnh có cho đi làm không? Hả, mắc làm gì, định hướng cho em làm gì? Sau này anh có vợ ấy, thì anh muốn là vợ mình sẽ đi làm hay là ở nhà? Anh nếu mà anh có vợ thì anh sẽ để vợ anh thoải mái, thích làm gì cũng được. Nghĩa là làm sao mà là thoải mái là được. Còn mọi như là công việc của em thì em có thể làm, và công việc của anh vẫn làm. Nhưng mà em có thể ở nhà làm nuôi, làm hóc phun cho anh cũng được. Còn ra bên ngoài thì anh xử lý được. Rồi hỏi luôn, nếu mà bây giờ em đi ra ngoài em làm việc xã hội thì anh có sẵn sàng hỗ trợ em việc nhà, cùng em làm việc nhà phụ em hay không? Tại vì cơ bản là làm dâu đó. Hỏi. Vừa rồi thì em cũng nghe là anh không biết nấu ăn ạ. Nhưng mà nếu mà có lý do để nấu thì anh vẫn sẽ vào sẵn làm ở bếp. Dạ. Thì dạ vâng, ok. Cảm giác như hai bạn này là chỉ chờ bấm nút thôi, giờ không muốn nói chuyện nữa. Hai bạn này là chỉ muốn đi xuống dưới nói chuyện thôi. Đốt cháy ngay đoạn. Đúng tay. Anh đúng. Muốn nói là qua chương trình này mình đã có duyên gặp nhau ấy. Thì anh hy vọng là mình không phải là người đầu tiên, thì anh sẽ mong là mình có người cuối cùng của nhau. Cái câu này nó quan trọng lắm. Bây giờ mình đứng lên, mình tấn công tới bạn gái, mình nắm tay bạn gái, mình nhìn thẳng vô mắt bạn gái, mình nói câu đó nó mới ép phê. Thiệt. Cái câu em phải làm như vậy thì em mới đem người ta về được, chứ giờ em đứng đây xa quá người ta không nói, chưa kể người ta cận người ta không nhìn thấy được em. Em bị cận hả? Không, chị nói giả bộ vậy đó. Chị thí dụ vậy. Giờ lên luôn, em lên luôn. Luôn đúng. Máu lên. Thì anh gọi là chưa đứng lên. Chưa mời người ta đứng lên, nắm tay rồi. Nắm hai tay. Đúng rồi. Thì đây là cuộc duyên với nhau. Anh mong là mình sẽ cho nhau một cơ hội để cùng bấm nút để về với nhau. Được rồi. Rồi mình có hát tặng bạn gái một bài em hát để sợ, lấy tinh thần không? Em sợ đoạn em không biết hát ạ. Chỉ nghe thôi. Chỉ nghe thôi hả? Rồi. Rồi vậy thôi, được rồi đó, hai bạn về chỗ. Lẽ tôi kêu bác ngồi dưới hát chứ. Rồi để tôi có đi thường. Tôi đây trái cây thường. Đây này. Đúng rồi. Đây, đây chị hỗ trợ cho. Em ngồi sát vô chút. Hai bạn suy nghĩ cho kỹ nha. Khi bấm nút chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ. Đây có phải là một nửa người cùng đồng hành với chúng ta không? Cảm xúc của mình bây giờ thế nào? Tim có đập không? Cảm xúc có một chút gì đó nó rung động hay không? Nếu có, chúng ta bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm. Chúng ta phải sống thật bằng cảm xúc của mình, sống thật bằng suy nghĩ của mình nha các bạn nha. Không bấm gì đi bằng điều gì cả. Chuẩn bị. 1 2 3 Chúc mừng. Chúc mừng em. Đó, chưa nắm tay liền thấy chưa? Nó tới liền thấy chưa? Đây anh mới nhát thôi nhưng mà ở ngoài em không nhát đâu. Lên đây đông, chương trình hơi run. Hơi run á. Nhiều nè, người ta chưa yêu lần nào luôn đấy. Vâng. Mình đã có duyên thì anh nhất định sẽ trân trọng em. Bây giờ em hứa gì với gia đình của cô ấy đi, đang theo dõi chương trình đó. Xin phép gia đình người lớn cho tụi con làm quen với nhau, tìm hiểu nhau, và con hứa với gia đình gì đó. Nói đi. Con xin phép hai bác là cho con quen em, và nhất định con sẽ cố gắng để có thể sau này lo được cho em. Đó. Tin vào lời nói không? Dạ vâng, thật ra là gặp nhau buổi đầu tiên ấy, thật ra là cũng chưa thể nói nên được điều gì. Em thì nghĩ là mình có thể là cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Dạ. Thật là cái lời hứa trên sóng truyền hình nó quan trọng lắm nha. Không thể xóa được đâu. Hàng chục triệu người đang xem. Mình đang đối diện với gia đình, với tất cả bạn bè, người thân của mình. Hứa những cái gì nãy giờ mình nhớ, mình thực hiện cho đúng thôi.
anh ngay chỉ muốn nói là em hãy tin tưởng anh, nhất định anh sẽ làm được, sẽ lo được cho em. Hay quá. Thấy cháu mình hay chưa bác? Vâng đúng rồi. Chị nhất định làm, nói là làm, hứa là làm, mà đã làm là phải làm. Anh làm được là làm. Anh nói là phải bác đó. Quái bác à, nãy giờ bác đứng đây là khác rồi đó nha. Đúng rồi đó, là lẹ luôn. Anh hy vọng là có thể mình sẽ về chung chuyến bay được không? Em đã đặt vé về rồi ạ. Anh đặt rồi. Mình anh đổi sẽ đổi. Mình đổi. Mình tầm mấy giờ em bay? Thứ năm. Thứ năm. Tối chiều tối ạ. Chiều thứ năm. Tối. Rồi. Thế thì. Được rồi, lát gặp nhau sau. Lát mình gặp nhau sau. Tôi được cỡ nào tôi cũng đổi. Đúng, cỡ nào tôi cũng đổi, bỏ công bỏ chuyện tôi đổi. Đúng rồi. Cái thời khắc này nó quan trọng lắm. Đúng rồi, quan trọng lắm á nha. Để được một cô gái trong veo thế này, chưa yêu lần nào, xinh xắn thế này ha, rất là khó luôn đó. Đó là duyên làm nợ đó. Cố gắng lên là thường nha. Hy vọng là giống như nãy bác nói á, con phải làm được điều gì phi thường nha. Vâng. Không có tầm thường nữa. Vâng. Nha. Rồi. Xin phép mọi người cho em, cho anh thương em một cái. Ngọt ngào lắm, rất là ngọt ngào đúng không? Vâng. Đấy, nụ hôn đầu tiên của cô con gái đó nha.